Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần phải lưu ý những điều này. Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đang đến gần, thì thí sinh cần nắm rõ những lưu ý sau đây. 1. Nắm rõ lịch thi. Theo lịch thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thì kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2024. Trong đó, ngày 26 tháng 6 năm 2024, các thí sinh sẽ tiến hành làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 27 tháng 6 năm 2024, các thí sinh sẽ thi môn ngữ văn vào buổi sáng và thi môn toán vào buổi chiều. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, buổi sáng các thí sinh sẽ thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Buổi chiều sẽ thi môn ngoại ngữ. Còn ngày 29 tháng 6 năm 2024 sẽ là ngày thi dự phòng. 2. Chuẩn bị vật dụng cần thiết mang vào phòng thi. Theo quy chế thi thì thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng sau đây: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, eke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình. Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Atlas địa lý Việt Nam được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác. Đồng thời tuyệt đối không được mang vào phòng thi các vật dụng sau đây: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. 3. Đảm bảo giờ giấc. Một điều vô cùng quan trọng đó là thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì sẽ không được dự buổi thi đó. 4. Chú ý làm đúng và đủ thủ tục trước khi thi. Nhớ mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân để xuất trình và nhận thẻ dự thi. Trường hợp mất chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác thì phải báo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét xử lý. Rà soát lại thông tin cá nhân, nếu thấy có sai sót thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên thì phải báo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý kịp thời. Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình. 5. Trong thời gian làm bài thi, thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ nội quy, nhớ ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in đề thi. Nếu phát hiện đề thi bị thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ, phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Sau khi bắt đầu làm bài thi, thí sinh không được trao đổi, chép bài của người khác, không được sử dụng tài liệu trái phép hoặc có những cử chỉ hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi. Nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cáo, khi được phép thì đứng trình bày công khai ý kiến của mình. Không được đánh dấu, làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Chỉ được viết bằng một màu mực duy nhất, không phải màu đỏ. Ngừng làm bài ngay khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài. Không được rời khỏi phòng thi trong thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với môn tự luận, thí sinh có thể ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, nhưng phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát. Cuối cùng là khi nộp bài thi, thí sinh cần lưu ý. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay, bảo quản nguyên vẹn bài thi. Với bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp giấy thi đối với bài thi tự luận và phiếu trả lời trắc nghiệm đối với bài thi trắc nghiệm. Chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.